Thanh Trường, anh Thư thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện lời sống hàng ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm một bài học nhỏ với tựa đề Đặc ân quản trị, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh ở Sáng Thế Ký chương 1, câu 20 và câu 21, câu 24 đến câu 28, bản truyền thống Hiệu Đính. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đức Chúa Trời phán, nếu phải đầy dẫy các loài thủy sinh vật và phải có các loài chim bay lượn trên mặt đất dưới vòm trời. Đức Chúa Trời sáng tạo các loài cá khổng lồ, mọi loài động vật thủy sinh, tùy theo loại mà sinh sôi nảy nở trong nước, và mọi loài chim có cánh tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Đức Chúa Trời phán, đất phải sinh các động vật tùy theo loại, gia súc, các loài bò sát và thú rừng tùy theo loại. Thì có như vậy, Đức Chúa Trời tạo nên các loài thú rừng tùy theo loại, gia súc tùy theo loại, và mọi loài bò sát trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất. Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán, hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dẫy đất. Hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất. Câu gốc hôm nay được chép trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 28. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất. Khi đang đi dọc theo bãi biển trong một kỳ nghỉ, thì vợ chồng tôi để ý thấy một ụ cát lớn, vuông vắn, bị hàng rào tạm chắn lại. Một thành viên giải thích rằng anh đã làm việc suốt ngày đêm cùng một đội tình nguyện viên, cam kết canh giữ những quả trứng trong mỗi ổ của rùa biển. Khi những con non ra khỏi tổ, thì sự hiện diện của cả động vật và con người đều đe dọa và làm giảm cơ hội sống sót của chúng. Anh nói, dù với tất cả những nỗ lực của chúng tôi, các nhà khoa học ước tính rằng chỉ có một trong số 5.000 con non đạt đến tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, những con số ảm đạm này không khiến chàng thanh niên nản lòng. Đam mê quên mình phục vụ những chú rùa biển con của anh ấy càng khiến tôi khao khát muốn trân trọng và bảo vệ rùa biển. Giờ đây, tôi đeo một mặt dây chuyền hình con rùa biển để nhắc nhở tôi về trách nhiệm Chúa giao là chăm sóc những sinh vật mà Ngài đã tạo ra. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên thế giới, Ngài đã cung cấp một môi trường sống để mỗi sinh vật có thể tồn tại và phát triển. Khi tạo dựng nên những con người mang hình ảnh của Ngài, Đức Chúa Trời muốn chúng ta quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất. Ngài giúp chúng ta phục vụ Ngài như những quản gia có trách nhiệm, sử dụng thẩm quyền Chúa ban để chăm sóc cõi tạo vật rộng lớn của Ngài. Bạn bày tỏ sự quan tâm và chăm sóc công trình sáng tạo của Chúa bằng những cách nào? Trong tuần này, bạn sẽ trở thành một người quản gia tốt hơn ra sao? Giờ này, chúng ta cùng hiệp ý để thưa với Chúa lời cầu nguyện sau. Lạy Chúa kính yêu là đấng sáng tạo và bảo tồn muôn vật, xin bày tỏ cho con biết những cách con có thể làm để hoàn thành trách nhiệm quản trị đối với tạo vật của Ngài và cũng khích lệ người khác chăm sóc thế giới mà Ngài đã giao. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé! Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.